cho mình là trời vũ ná rồi bạn. Ui cái dấu ná quần rồi. Đỉnh cao thì đang bỏ lên cân em nè. Thôi đừng nhiều. Thành quả của anh em hôm nay nha các bạn. Ui ba gan đầy luôn. Bao nhiêu? Ký tư. Ui ký tư. Nói chung cũng tạm tạm nha. Cây bần ra coi ông bần nhanh đặc. Ông bỏ đi à. Ông cua đi dặn. Một con. Bắn tới một con cu nó bên kia sao ấy. Thầy thấy con co chưa? Bên đây. À, bên đây hả? Coi chừng thẻ hả? Xin vô lấy con cu được không? Dạ. Quá im luôn. Thầy em ơi. Em thấy ghê không? Giờ qua lùm con kia nữa. Con này luôn, rất thẳng luôn. Ừ. Qua em thấy mà. Rất thẳng đuột luôn. Không có gì chăn chối được. Còn cu nhí bên kia nữa nha các bạn. Đang lụm cua dùm mình nha các bạn. Vẫn mình vẫn rớt trên cây rớt xuống. Như nó còn sống sao á, nó bỏ. Thẳng nha. Anh em mình đi săn đi chưa chưa. Bắn chim lùm cực quá ha. Đây cho vô túi ba gang nè. Cho vô túi ba gang đi. Ủa này có túi ba gang hơi ghê á cha. Đầy túi ba gang là về thôi. Chứ mà đầy quá thì đại bàng nó chở không nổi. Nó lại rớt. Ê, nó rớt giữa, nó có trôi vô không? Thôi vô xin ta lụm lên nè. Cái cu bị gì vậy nè các bạn, nó dạng ghê không? Chết, ơ chơi. Chết 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 chết. Rồi chết rồi, ê còn đi bộ. Còn đứng dưới kìa. Trời má ơi, sát bên vậy. Chuyên khách lai tôi hú nội ơi. Trời lụm. Đúng rồi đó. Rớt rớt rớt. Trời má ơi. Giờ đang bay kìa. Trời mất tiêu luôn rồi các bạn. Ăn bi nữa rồi. Rồi lụm. Rồi rớt rồi. Ôi, quá xa luôn nha các bạn. Con tu hú nè. Tuyệt vời. Cô ơi cho con vô con lụm chim cái à. Dạ. À, à. Con bắn gớt sau đây vậy. Để con coi coi. Gớt đâu rồi ta. À vừa bên kia chứ. Đúng không? Cây đó xuống bên đây.
Ủa bên kia rồi. Con tô hú thì sao á, thấy nó cũng bự lắm. Ủa bên đây nè, đằng kia còn con nữa nha, có lẽ nữa quá. Rồi dính cái gì vậy đó, dính cái chân à, lặt lặt kìa. Rồi ngay đít rồi, rụng rồi các bạn, một con lép nha các bạn, nó nhựa này ngay chỗ đó. Chưa quay ra đây. Nặng quá, nặng thiệt. Anh em mình chơi giờ hóc không á? Anh chơi chứ ai chơi, anh rủ em đi rồi này. Đây chưa quay ra, coi chừng con kia nó là đằng lưng tôi con gò lép nữa kìa. Em hai con mà đoán được không con? Thấy nó chưa? Em con này về tập gym. Còn sống hả? Để giò thôi. Ừ em. Ủa một cái ngay đít nữa, hai cái lận. Nó không có trốn, coi rồi. Em. Rước lên nhau các bạn. Một con cu đi. Đâu rồi ta? Đâu con đằng nhờ? Ở đây. Con cu đi nha các bạn. Nó nhựa nè. Đầu ổn cường luôn nè. Mày. Chim nó nhây trên đầu ổn cường luôn. Anh Cường không hề hay biết. Trời má ơi. Đó. Rồi bắn lại đâu tảo bay lại luôn. Anh Cường nè anh Cường. Đầu trên đầu anh Cường luôn. Anh đúng. Thì con này á. Còn gù con nào lên á. Nhanh. Trời ơi, má ơi ác quá. Để em lượm cho. Đâu rồi? Cu thần kinh. Hỏi túi ba gan đi. Bắn heo mà. Đang mở cốp đi, mở cốp hai con kìa, nhích cốp cái. Hai con ngu ở trong con nữa kìa, một con kéo rồi, đang lủi rồi, đang đi lên. Đâu ấy? Đây 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 đứng đi. Ôi, ê, dí heo, dí heo đi, dí heo đi. Con bay. Rồi nó bay vô kia. Ấy gớt rồi, gớt rồi. Em nhớ chỗ đã. Em nhớ chỗ đã. Má đứng đây phải nhớ chỗ mới bắn được. Còn hình như nó rớt ngay đường này. Gớt rồi nhớ các bạn. Bị gớt đâu. Thấy tới đây xả xuống nè. Rồi ta. Đây rồi. Một con nhớ bạn. Nó nhựa luôn nha. Dẫn lên nó nhựa ABS. Nay mình đi bắn cái này bữa cuối để chuẩn bị chuyển qua quanh thít lại nha các bạn. Bây giờ test 3-4 ngày rồi. Em rất tự tin về pha này. Ở kia đường chúng. Bên đây đường chúng đâu. Lên nữa ngang luôn. Dạ. Rồi. Ừ hay quá, gớt ngoài. Hên gớt ngoài đúng không?
rất là nhiều các bạn. Đâu ta? Đi. Rất thẳng đuột à. Tua Ba Gang tiếp tục đại tua Ba Gang nữa các bạn. Quá đi. Đẹp. Em à, rất đẹp ha. À. Thà vậy đỡ lụm. Ôm lông bay chạy lụm mệt bố mẹ. Rồi, gụng. Vô quá. Ê, ra ngoài. Ra ngoài đi vô đi. Quay xe ra đi. Xin vô. Xin vô lụm mày. Gân cua ngói trong rồi các bạn. Cua bắn cái gân luôn ha. Lụm cua nhớ các bạn. Rồi cái ghế này. Rồi anh đang. Ra cái cây đi chú luôn. Đây các bạn. Gân cua ngói này. Bắn ngay đầu sao á, rất luôn. Cua ngói là phải lụm thôi. Không nói với con gì cũng lụm chứ. Nè bạn, nó nhựa luôn nha. Đi. Anh đừng thấy em bắn thế nào nhờ. Đi. Ngói rồi. Mới bắn gân cua ngói. Ôi. Nó bị thần kinh rồi. Rồi rớt đi nước. Bay mãi trong rồi. Trúng rồi. Né né cái đầu ra xíu. Một con. Một con nha các bạn. Còn hai con nhìn đi. Đúng đầu hay gì. Này đây con nữa các bạn. Phu, đây ơi. Đâu nào. Đúng đầu hả? Chúng cánh xiên đầu. Chúng cánh lên đầu. Êm. Nó nhựa nữa nha các bạn. Này test nó ngày cuối nè. Êm. Vô túi Ba Gang tiếp anh. Chết đó. Đầy túi Ba Gang rồi. Trời đầy cứ ngất luôn nè. Rồi đại bàng chở nổi nữa không. Hay đi về. Nó không bay qua biển rớt nữa. Đuối lắm ạ. À. Không ngói đâu bạn. Cười khỉ chứ cười. Á à, rình vô quá trời rình, cuối cùng tung lông. Bay lông rồi các bạn. Á à, mò vô thấy mẹ luôn, cuối cùng lấy lông. Á thì vô lông. Vừa thanh lông chín rồi nè các bạn. Chín lên thế là nó vừa ngọt ngọt chua chua. Gai nó giống như là nó cứng dày hơn phải không? Trúng rồi đó, trúng rồi, trúng rồi. Trời má, nhau có bọc không mà nó giống như bệnh gì chứ. Cái xin nhai đâu gục xuống rồi. Thôi đi đi, không gục rồi. Bán được con gì á? Chắc bên đây nè.
con nhí hả? Được. Còn bắn con nhí nữa nè các bạn. Trời ơi, túi bay gan đầy rồi cha. Gan nhé đi. Cho anh đi qua đi. Con này con cổ lứa này. Rồi, cô quay. Dính còi đó. Coi điện thoại. Trúng cổ hay sao rồi? Ra nước hả? Trúng rồi mà. Trời ơi, gà nước tưởng cò. Đen. Uống gì chơi. Đen quá các bạn ơi. Rồi chào mọi người nha. Hôm nay của anh em mình nha. Một túi bông mình bắn nè. Con lép. Cái này là mới cung dí. Toàn cung dí thà để có hai cung ngón nè. Này mấy anh em rảnh đi săn buổi sáng đừng như đây. Rồi nha các bạn.